Xin chào các bạn, Tàng ở ngoài đã quay trở lại trong một video vô cùng hấp dẫn ngày hôm nay. Chúng ta vẫn nghe rằng anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Và điều này đã được minh chứng rất rõ ràng qua hàng loạt những bộ phim cung đấu đặc sắc, phải không nào? Thế nhưng còn Việt Nam chúng ta thì sao? Bạn đã từng nghe về người đàn bà quyền lực thao túng chúa Trịnh Sâm, nguyên nhân phá nát cơ đồ nhà Trịnh hay chưa? Nếu chưa, xin mời cùng Taka tìm hiểu ngay trong video sau đây. Đặng Thị Huệ, người đàn bà quyền lực rát mũi chúa Trịnh Sâm khiến cả cơ đồ nhà Trịnh sụp đổ. Từ một tỷ nữ bưng hoa đến tần phi được chúa Trịnh Sâm nhất mực sủng ái. Theo sở cũ đã ghi chép, Đặng Thị Huệ quê ở làng Trà Hương, huyện Phù Đồng, trấn Kinh Bắc, nay thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội. Bà là con nhà thường dân nghèo khổ, có một người em trai là Đặng Mậu Lân. Khi mà vào phủ chúa, Đặng Thị Huệ vốn chỉ là nữ tỳ, chuyên bưng bê đồ đạc, dâng hoa trong phủ mà thôi. Trong cuốn Hoàng Lê Nhất Thống Chí của Ngô Gia Văn Phái đã viết rằng: một hôm thì tiệp sư Trần Thị Vịnh sai nữ tỳ Đặng Thị Huệ bưng một khay hoa đến trước nơi chúa ngồi. Tiệp sư là tên gọi một cấp bậc của vợ vua, chúa nhưng mà vẫn ở dưới bậc phi. Lúc này nhìn thấy người đẹp mắt phượng mày ngày, vẻ người mười phần xinh đẹp trước mắt, chúa Trịnh Sâm đã ngây ngất, rất bằng lòng về Thị Huệ. Từ đó Thị Huệ càng ngày càng được nhà chúa yêu quý, nói gì chúa cũng nghe và hễ có việc gì là chúa cũng bàn bạc cùng. Nhưng mà những đặc quyền của Đặng Thị Huệ đâu chỉ có như vậy. Bà còn được ở chung một nơi với chúa như một cặp vợ chồng nhà thường dân. Ngay đến xe kiệu quần áo của bà ta cũng được sắm sửa hệt như đồ dùng của chúa. Chúng ta ngày nay vẫn nghe đến câu cờ đến tay ai người đó phất. Nhưng mà trong suy nghĩ một nữ nhân trong phủ chúa Trịnh lúc bây giờ thì ắt hẳn phải là ai đắc sủng người đó có quyền. Quả nhiên là Thị Huệ từ lúc được nhà chúa chiều chuộng liền sinh ra thói phép ngang tàng lộng hành thấy rõ. Hễ có chuyện gì không vừa ý là xây sẩm mặt mày, rồi kêu khóc thảm thiết để làm rối lòng chúa. Đến khi mà Thị Huệ có mang, chúa liền sai người đi lễ khắp trăm thần để cầu sinh con thánh. Đến kỳ thì vào năm Đinh Dậu, năm 1777, Thị Huệ sinh ra được một cậu con trai, lập tức được chúa ưu ái phong là Tuyên Phi. Chúa Trịnh Sâm hết sức yêu mến đứa trẻ. Lúc đây trăm ngày, chúa còn lấy tên của chính mình lúc nhỏ là Cán mà để đặt cho nó, để tỏ ra nó cũng giống mình. Hay như chúng ta ngày nay vẫn nói, con nhà Tông chẳng giống lông cũng giống cánh đâu mà. Mọi chuyện tưởng chừng cứ thế yên ả trôi qua, và rằng chuyện vua chúa sủng ái phi tần xưa này đâu phải là cái chuyện hiếm hoi gì đâu. Thế nhưng mà từ lúc có con, Tuyên Phi Thị Huệ không những không chịu yên phận mà càng được thể càn quấy, gây nhiễu loạn thêm. Cậy được chúa yêu sủng, Tuyên Phi Thị Huệ dung túng cho đứa em trai trời đánh làm càn. Do được chúa yêu quý, Thị Huệ bèn hỏi con gái chúa là quận chúa Ngọc Lan cho em trai mình là Đặng Mậu Lân, với ảo ý thân càng thêm thân. Lại nói về quận chúa Ngọc Lan, vóc người yếu đuối, từ nhỏ vẫn ở trong cung thủy tinh, kiêng nắng kiêng gió. Thậm chí là tại nơi Ngọc Lan ở, chúa bắt thị tỳ phải nói năng sẽ sàng để cho nàng khỏi giật mình. Khi Ngọc Lan đã lớn, mỗi lần vào thăm chúa, chúa đều yêu chiều cho phép con gái ngồi cùng với mình, y như lúc nàng còn tấm bé vậy. Ở thời điểm đó có rất nhiều công thần quý tộc đã ngỏ ý cầu hôn quận chúa, nhưng mà chúa Trịnh thì vẫn chưa hứa gả cho ai. Đến khi Thị Huệ cầu hôn cho em trai, chúa mới sợ mất lòng bà ta, đành phải bất đắc dĩ mà nhận lời. Đã thế còn ban cho quận chúa số của hồi môn nhiều gấp cả chục lần chiều trước. Chà, ngay cả đến đứa con gái mà mình cưng như trứng mỏng cũng phải gả đi vì không muốn làm mất lòng sủng phi. Địa vị của Tiên Phi trong lòng chúa Trịnh Sâm xem ra đã quan trọng hơn tất tẩy mọi thứ. Chỉ tiếc rằng Đặng Mậu Lân, em trai của Tuyên Phi thì vốn là một kẻ hung bạo. Từ khi Thị Huệ được chúa yêu sủng, lần càng ỷ vào quyền thế của chị mình mà mặc sức làm ra những việc gàn dở. Hết thảy áo quần xe kiệu của y đều dập kiểu theo đúng như của vua chúa vậy. Thường ngày, Lân vẫn đem theo vài chục tên tay sai, cầm gương vác giáo đi nghênh ngang khắp kinh ấp. Hễ gặp xe kiệu bất kỳ là của đám quan quân nào, Lân cũng đều cà khịa đánh nhau, làm cho họ phải nhục nhã. Rồi lấy như vậy làm thích thú. Phủ đệ của Lân dựng ở phía tây nam kinh thành Thăng Long, đồ ăn thức uống dùng đàng hoàng như một vị vương giả vậy. Lân nuôi trong nhà đến tận hơn 200 gia đồng, thường cho đội mũ đeo gươm, ra ngoài chợ phố đi nhùng nhằng, uống rượu say đánh người bị thương. Quản Kinh Doãn biết vậy mà không sao ngăn cho nổi. Mỗi khi Lân đi ra, đem theo bên mình đến hàng mấy chục con chó săn. Con nào con ấy đều đeo nhạc vàng, khoác áo thêu, hét trước hò sau, lấp kín cả đường đi lối lại. Gặp đàn bà con gái ở giữa đường, hễ người nào mà trông vừa mắt, tức thì Lân sai tay chân quay màn trướng ngay tại chỗ, rồi lôi người ấy vào giở trò bẩn thỉu.
ai mà không chịu, Lân ngông cuồng bắt xẻo luôn ngực. Ai dám hé răng kêu ca, lập tức bị Lân sai quân vặn gãy răng, hoặc thậm chí là bị đánh cho đến chết. Người thiên hạ sợ Lân hơn sợ bèo sợ sói. Biết rõ tính nết của Đặng Lân nên chúa Trịnh Sâm rất là xót con, bèn lấy cớ rằng Ngọc Lan từng lên đậu, lên sởi để không cho phép Đặng Lân gần gũi quận chúa. Đồng thời chúa cũng sai nhiều thị nữ đi theo để mà hộ vệ Ngọc Lan, và cả viên nội sai là Sử Trung Hầu đến làm giám chế, không cho Lân xâm phạm tới quận chúa. Cứ vậy mỗi lần Mậu Lân định vào với quận chúa thì lại bị Sử Trung ngăn lại. Vì vậy Lân hết sức là tức giận. Một lần bị ngăn trở, Lân mới hầm tức giận tuốt gươm chém chết Sử Trung. Ngọc Lan hoảng sợ sai một thị nữ chui qua một lỗ hở nhỏ chạy về phủ chúa báo tin. Chúa Trịnh Sâm tức giận liền sai quận huy đem quân bao vây bắt được Lân, giao xuống cho đình thần nghị án. Tất cả các quan đều nói là tội đáng phải bêu đầu. Đặng Thị Huệ thì nghe tin khóc lóc xin chết thầy em. Cuối cùng chúa bất đắc dĩ không thể nào xử theo luật, đành theo tình riêng mà giảm tội cho Lân, từ tội chết xuống thành đi đầy ở châu xa. Sách Tàng Thường Ngẫu Lục chép rằng đình thần họp bàn mãi, sau cùng phi xin đầy Lân ra ở An Quảng, tức là vùng Quảng Ninh ngày nay. Vậy mà đến khi đi đầy, Lân vẫn vô cùng hống hách. Hắn xếp dọn nhà cửa, mặc áo tù đi ra khỏi kinh, vẫn thản nhiên đem theo nàng hầu, vợ lẽ rất là nhiều. Nhà chức sự sắm sẵn xe thuyền ở bến sông Nhị Hà, trên thuyền tiếng đàn tiếng sáo véo von không dứt. Ra đến nơi, quan địa phương phải làm nhà cửa khang trang cho hắn ở. Suy cho cùng, cũng vì chúa quá si mê Thị Huệ mà còn nương tay cho hắn. Chúa Trịnh nghe lời tuyên phi phế trưởng lập thứ, nguyên nhân chính khiến cơ đồ nhà Trịnh tiêu tan. Chuyện dùng thứ cho Đặng Lân thì cũng thôi đi, nhưng mà chỉ vì tuyên phi ngày đêm than khóc mà Trịnh Sâm, vốn là một người con chí hiếu, đã nhân mực cãi mẹ để làm ra chuyện phế trưởng lập thứ đầy vô lý. Theo đó, Trịnh Sâm đã phế bỏ ngôi thế tử của Trịnh Tông, đương tuổi trưởng thành, để lập con của tuyên phi là Trịnh Cán 14 tuổi lên làm thế tử. Chính vì lẽ đó mới tạo ra mầm mống bất ổn giữa phe Trịnh Tông và Trịnh Cán. Sau này phe kiều binh đất Thang Mộc diệt Cán, phù Tông lên ngôi chúa, nhưng mà đồng thời cũng lại cậy thế làm náo loạn kinh thành. Cơ đồ vững chắc của nhà Trịnh cũng vì vậy mà tiêu tan trong chớp mắt. Thế nên sau cùng, dù được chúa yêu sủng là như vậy, dung túng là như thế, tuyên phi cũng không có được cho mình một kết cục tốt đẹp. Hậu vận thê thảm của tuyên phi Thị Huệ, người đàn bà thao túng chúa Trịnh Sâm, khiến cho cơ đồ nhà Trịnh sụp đổ. Sách Hoàng Lê Nhất Thông Chí đã ghi lại lời kể của người em rể Nguyễn Hữu Trình với những chi tiết về số phận của tuyên phi Đặng Thị Huệ. Theo đó, sau khi con trai tuyên phi là Trịnh Cán chết, Thái Phi liền sai người bắt tuyên phi đến trước mặt mình, kể tội rồi buộc tuyên phi phải lạy tạ. Tuyên phi không chịu lạy, Thái Phi mới bèn sai hai thị nữ đứng kèm hai bên, níu tóc tuyên phi dập đầu xuống đất. Nhưng mà tuyên phi vẫn nhất định không chịu lạy, mà cũng không thèm hé răng nói dù chỉ nửa lời. Thái Phi giận quá đánh đập một hồi, nhổ nước bọt vào đầu và mặt, rồi đem giam vào nhà hậu tăng ở vườn sau. Tại đây tuyên phi bị giày xéo cực kỳ là khổ sở. Một bữa bà lấy áo che mặt, trốn ra khỏi cửa Tuyên Vũ, chạy đến bên đò phố khách thì bị quân lính đuổi kịp bắt về. Từ đó bà ta lại càng bị giam giữ chặt chẽ. Sau đó được cho làm cung tần nội thị vào thờ phụng Tẩm Miếu. Từ ngày được vào hầu hạ Lăng Tẩm, Thị Huệ đêm ngày chỉ gào khóc xin được chết tại Tuyên Vương. Đến ngày dỗ đại tường của chúa Trịnh Sâm, tuyên phi bèn uống thuốc độc mà chết. Lý giải một chút cho các bạn, ngày dỗ đại tường tức là ngày dỗ năm thứ hai sau khi người chết về với cõi vĩnh hằng, hay còn được gọi là ngày dỗ hết. Sau khi mà tuyên phi chết, bà được táng ở cách vọng lăng của tiên vương chừng một dặm. Còn về số phận của Đặng Mậu Lân, sử sách không chép rõ sau đó thế nào, nhưng mà có lẽ cũng không còn giữ nổi mạng sống trong quãng thời gian từ lúc Trịnh Sâm chết cho đến khi quân Tây Sơn ra Bắc vào năm 1786. Vẫn biết là phụ nữ sinh ra để yêu thương, thế nhưng mà trong nhiều trường hợp, người ta vẫn có những e dè nhất định. Ví như câu chuyện trong video ngày hôm nay. Các bạn có suy nghĩ gì về video này? Comment xuống bên dưới nhé. Và đừng quên like và share video này. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành sự ủng hộ cho Tagawai. Xin chào và hẹn gặp lại.